Chào mừng khán giả đã quay trở lại với kênh của Hiển nha. Thì hôm nay thì Hiển làm cái clip Hiển quay về cái vườn nhãn mà Hiển ở Đôn Tàng á. Thì sau gần 20 ngày để Hiển tỉa rồi, thì hơn 20 ngày chứ, thì Hiển tỉa lại bữa nay là thấy tán tạc nó đang ổn. Thì Hiển chờ cho đến thời gian thêm một vài tháng nữa đi rồi Hiển sẽ kéo tàng nó xuống. Kéo bằng cách dũng kiển các bạn ha. Thì hôm nay thì vườn Hiển cỏ dữ lắm rồi. Có cỏ thì thu hoạch chứ không chân á. Thì về hình thức thì có thể là Hiển dự trù là cuối năm nay là Hiển sẽ đổ gốc vườn nhãn này. Theo khán giả thì Hiển đổ nổi không? Còn cái mít của Hiển này. Cái mít mà nằm gần hai gốc nhãn, cái giữa gốc nhãn nè, nó ăn hữu cơ nó tốt nè, khủng khiếp không? Thì bây giờ Hiển đi qua sang bên đây nha. Chung quy tàn tán thì các khán giả cũng thấy ha. Nè. Cũng bài bản rồi. Giờ còn kéo nó xuống dưới bữa nay thấy có sâu ha. Mai chiều mai Hiển xịt sâu. Xịt cho mít mà xịt luôn cho nhãn luôn. Thì cho nó hiệu quả hơn và nó củng cố lại luôn. Rồi. Cái cây mà Hiển đã chia tàn lại nó thấy đẹp quá ha. Nó đang ngã xuống này. Thì để Hiển chắc phải tháng 3, tháng 4 mưa dầm cái đầu Hiển tỉa tàn lần nữa. Thế Hiển tập tán nó lại. Lá hữu cơ mà cũng có ít sâu chứ không có nhiều. Đó các bạn. Sâu cuốn lá nè, ít thôi chứ không có nhiều lắm. Nói chung quy mình đi hữu cơ thì mình có hạn chế được sâu này nọ. Chứ không có chi hữu cơ là sâu dữ lắm. Chú bên vườn bên kia đang tưới sầu riêng nè. Thì đi tiếp các bạn nha. Thì cái phần mà để mà chia tán tặng sầu riêng á, thì đâu có gì để Hiển phải nói đâu các bạn ha. Luôn tán nhãn à. Thì bây giờ nó nhảy lên tượng nhỏ nữa rồi. Thì 2-3 tháng sau Hiển về cái Hiển là tỉa lần nữa. Tỉa nhiều lắm các bạn ơi. Những chỗ mà nhánh ngọn nhỏ nhỏ Hiển đã chia tán rồi. Thì tạm ổn rồi. Này cỏ quá trời cỏ. Chị với các khán giả xong cái Hiển phải đi lấy bếp Hiển chọt mà trái ngọn nữa. Bà Hiển ngay chắc ổng không có được. Nhiều quá Hiển chọt nữa. Thì chồng Hiển đi về Long Xuyên nữa. Thì sáng 18 là Hiển về Long Xuyên trở lại rồi. Thì bạn khán giả xem cái nhãn Hiển thế nào. Nó lùng rồi giờ nó đều thế nào á. Mưa các bạn ha. Vậy ngày mai Hiển xịt sâu cử nữa. Thì vườn này thì Hiển chỉ xịt sâu tháng lần các bạn. Dùng thuốc sâu nào thì Hiển dùng chế phẩm si gốc á, Hiển xịt thôi. Chứ cũng không có xài những cái loại khác nữa. Vì những si gốc đó là nó là một trong những chai mà gốc si tẹt barin á, chuyên gia là nó trị ba con sâu đục thân đục nhánh á. Giai đoạn này thì mình đâu có trái chăng gì đâu. Mình chỉ cần chống sâu đục thân đục nhánh với cho con trái thôi. Mình không có xài đến bất cứ một chế phẩm nào nữa, nó tốn tiền. Mà si rốt bây giờ một lít của nó cũng hết 250. Thật sự nó câu rẻ thì nó thật sự nó cũng không rẻ mấy đâu các bạn ơi. Nè. Con mít nhà mình nè. Trời ơi, ông ăn một cây 10 kg hữu cơ, ông ăn ở dính giữa ông quất cho mày hai bên ông ăn no luôn. Đó, thì bây giờ Hiển quay đại khái cho khán giả xem về tổng thể cái vườn mà Hiển Đôn Tàng thôi. Rồi Hiển đi xa, Hiển quay toàn cảnh lại cái vườn mà Đôn Tàng của Hiển này các bạn. Hiển sẽ phóng to lên cho các bạn xem. Dễ hơn nãy đứng gần quá. Là cái cây là cây sau lưng cái này một cây. Thì về hình thức thì Đôn Tàng là mình phải chờ. Nếu mình dưỡng khéo mình tỉa đẹp luôn thì khoảng tầm một năm là mình có thể cho mang trái lại. Còn nếu như mà không gãy phân không khéo mà chăm sóc không kỹ ha thì chắc chắn là các bạn sẽ mất thời gian cho nó rất là nhiều. Thì hôm nay Hiển quay cái clip mà về cái vấn đề mà nhãn Đôn Tàng vườn Hiển nè. Rồi sau đó là ngày mai, sáng ngày mai là ngày 17 rồi.
là bắt đầu là Hiến sẽ dẫn đứa em ở ở chỗ Thành Na cái lại á, đi mua đu gốc. Bây giờ Hiến dẫn em đi tìm chỗ để mua nè. Chùa quá khán giả ơi. Này cho khán giả coi hoàn cảnh của vườn Hiến. Cho khán giả xem là cỏ nè, thấy hàm không? Cỏ này thì có thể vài bữa hôm nữa là ba Hiến phát rồi, thu hoạch cỏ nữa rồi. Hiện tại bây giờ cái lớp lá nhãn ở dưới cỏ nè ha, các bạn mô lên một cái bạn thấy rễ nhãn nó lên đó. Tại vì lá nhãn lắp lại đó, nó lên trên lá nhãn nó che cỏ, rồi cỏ che nó giữ ẩm tốt, mà rễ lên dữ lắm các bạn ơi. Thì như vậy thì mình làm vườn thì nó thì khi xử lý cây nó dễ hơn. Mà các bạn thấy nè, bữa hổm Hiển tỉa hả, có thì tỉa trống hết trơn rồi. À, mà bữa nay mà các bạn thấy ha, trời ơi nguyên cái lùm luôn, lại lên lùm nữa rồi. Thì hai chắc chừng tháng mấy nữa Hiển tỉa lần nữa cho cái ngọn nó gã ra. Bây giờ dùng cái ngọn nhỏ nó mới lên, nó tạo cái lùm á, để nó đẩy cái nhánh lớn đi ra, ngã ra bên ngoài để nó tạo thành cái tán cho đẹp luôn. Mình cũng dùng thế thôi các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ cắt bỏ những cây nhỏ đi, thì nó lại tiếp tục là được cắt xong, bắt đầu là mốt lại lên nữa, nó lên chừng nào phủ hết tán nhãn, phủ hết cây nhãn đi thì nó mới bớt cái vấn đề tán nhỏ lại các bạn nghe. Thì thôi Hiển làm cái clip ngắn gọn như vậy thôi, cảm ơn khán giả đã theo dõi cái kênh của Hiển và theo dõi tình hình là vườn Hiển thế nào. Rất chân quý khán giả. Rồi tạm biệt khán giả nha.